Tươi. Con này đẹp ơi đẹp. Đen nhiều nhỉ? Đen. Nhưng mà lông không đỏ. Không, nó đang lông tơ sao nó cũng đỏ rồi. Con cứ mèo nhá. Hai em Đực đã có hàng đặt sẵn từ lúc mới đẻ. Rô mèo đây mọi người nhá. Rô mèo. Đi về. Đi về. Sit. Rô mèo. Ơi còn ba cái cho mọi người chọn. Và mõm vẫn to. Cái này không gấu, gấu cô nhỉ? Chân to chứ nhỉ? Chân to, mõm to. Được cái mõm sướng. Con cái lại đẹp. Nó đỏ hơn con Đực kia ấy cô nhỉ? Ơi cho về đã.